Parker đây. Parker. Nhìn anh Ngọc. Parker. Quay gần. Parker. Park. Nhìn anh Ngọc. Thế nào nào, ngồi xuống. Ngồi xuống nào. Có ngồi không? Ừ, nhìn anh Ngọc. Bắc cừu này to lắm rồi. Rồi. Ngồi xuống, quay xa. Nào, Bắc cừu ra đây nào. Đang quay xa. À. Ơi, gọi Parker đây. Parker. Kia anh Lộc kia. Park. Để quay cái mặt của Parker cho mọi người ngắm tí. Và quay cái lông của Parker. Thấp xuống. Máy thấp xuống. Parker. À, quay toàn cảnh đi. Bật chế độ quay toàn cảnh. Rồi, thấp xuống. Quay toàn cảnh thì sẽ quay gần được. Thấp máy xuống. Quay hơi thấp từ dưới lên. Parker. Rồi bao đi. Hey. Đây là Parker, con béc dê đực của trại. Bây giờ là Parker bước vào tuổi nhân giống rồi nha. Ai mà có béc dê cái mà có muốn lấy giống thì cứ liên hệ. Cái dog show gần nhất của Parker là show Hà Nội mở rộng. Là Parker được Best Baby Best Puppy in Show. Con chó đẹp nhất lứa tuổi 6 đến 9 tháng. Hey. Đây mọi người nhìn nha, nhìn cái tác dụng của khi mà cho ăn cái chibi và cái canxi này, nhìn cái màu mảng của con chó nhá. Mọi người phải để ý so với màu cỏ nhá. Bởi vì bây giờ là quay nó ánh sáng nó không phải là tốt lắm đâu. Màu cỏ nó nhạt nhòa như này mà cái màu của con chó nhìn nó rực như này. Chứ không phải là rồi mất công là giả sử như là nếu mà màu cỏ nào mà nó là tươi khi mà nó đủ sáng buổi sáng sớm chẳng hạn hay này kia thì màu con chó nó còn rực hơn nữa, nó còn rực hơn nhiều. Đây là chó từ trong chuồng ra quay luôn đấy, chứ chả có ấy gì đâu. Nhìn nó đang nghịch nước, đang bết cả lông ở chân vào này. Parker mới thay lông xong, lông chưa mọc lại được hết. Bây giờ quay chưa phải là cái lúc đẹp nhất của Parker đâu. Sao em giữ nó cái thần thái của nó cứ nghe thấy nó lởn phởn nè. Parker ơi. Hey. 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 Chu. Parker. Hey. Nào. Parker. Parker. Bắc cơ. Kìa. Đằng trước. Bắc. Phải rồi. Bắc. Đây thằng đại này là coi như là ở nhà được thằng đệ này là ở nhà được mấy hôm thôi là phải cho sang trại rồi, bởi vì là béc dê nó cần cái vận động khác nhiều hơn, cần vận động dài, cho nên là được ở nhà có 1 tháng thôi là phải sang trại rồi. Bắc. Đây cho mọi người ngắm cái mặt của Parker, ngắm kỹ. Đẹp trai nha, yeah. Bắt cửa đẹp trai quá. Quá đẹp trai luôn.
to quá, em khả năng là Parker bị quá cỡ rồi. Chứ nhìn cái trình to lắm. Đây là nhìn ngồi như này là để ngồi bẹt mông xuống để so chiều cao với Parker xem thằng nào cao hơn. À, nhìn anh Lộc. Nào Parker đang đứng ngồi chưa thẳng chân đâu, ngồi thẳng chân lên. Nào. Nhìn anh Lộc đi. Parker nhìn anh Lộc đi. Nào. Không ngồi yên đấy. Nhìn anh Lộc. Anh Lộc lại gần đây đi. Em đang quay gần đấy. Gần cái mặt của em à. Quay ở mức giữa, đừng quay ở mức gần là nó bị nhòe. Ngồi yên thế. Nào. Ok, nằm xuống cũng được. Nào quay thấp xuống đi. Parker. Parker. Nhìn kìa, anh Lộc gọi kìa. Bắc. Quay từ mặt đằng kia đi. Parker. Quay ở chế độ toàn cảnh đi. Và xích lại gần đi. Thấp xuống. Thấp xuống nhìn. Ok. Rồi. Vận động của Parker thế, gọi Parker đi. Parker ơi. Super. Vận động là tuyệt vời nhá. Bước chậm rất tốt. Rồi, sát mé tường đi. Parker chạy theo anh Lộc đi. Hey. Parker thì hiện tại là bước vào tuổi nhân giống, thành ra là nếu mà ai mà có thích lấy giống Parker thì cứ inbox nhá, hoặc là số điện thoại là lấy giống giao lưu thôi. Để cho em nó có hậu duệ làm đủ cái nhiệm vụ của một cái người cầm những cái con chó đực tốt. Trách nhiệm là chẳng muốn đâu mà, nhưng mà phải để cho nó có hậu duệ. Có thể cho Parker có vài loạt hậu duệ gì đấy rồi. Lúc đấy rồi sẽ không có nhận, không có gì nữa. Bây giờ nó còn hơi non. Tốt nhất là chờ khoảng nửa năm nữa. Nửa năm nữa thì có thể nhân giống tốt được rồi. Chờ Parker khoảng tầm 18 tháng trở ra. Cái gì mày lẹt khẹt vậy? Em lẹt khẹt gì vậy? Hả? À? Lẹt khẹt gì? Ngắm lại Parker tí. Đừng chỉnh, kệ nó. Kệ chân, kệ nó thích ngồi nào nó ngồi. Ok, Parker chào mọi người nhá. Có mấy anh em cứ hóng video mà đợt trước Parker thay lông. Đây có, thực ra là thay vẫn chưa dụng xong hoàn toàn đâu. Ở trên lưng phần đuôi vẫn còn đấy. Chưa dụng hết. Thôi cứ quay tạm cái video để cho mọi người ngắm đấy. Chứ không là nó ở với mình mãi rồi chẳng có video. Parker là con giống của trại nhập của trại Béc Dê Sài Gòn nhé. Chứ không là mất công này mọi người lại hỏi. Của trại GSD Sài Gòn. Parker Vom Sài Gòn GSD thì phải.
chẳng để ý cái tên dài của em, nghĩa là của trại GSD Sài Gòn. Chủ trại cùng tên với mẹ mình cũng tên là Hoàng đấy. Ai mà có quan tâm đến béc dê, mà có quan tâm đến những cái con giống theo cái kiểu như vậy thì mọi người có thể liên hệ cái trại đấy. Là có em Parker này. Ok, chào mọi người nhá. Thôi Parker ra đây chơi, anh em chơi với nhau tí nào. Nào. Hey. Parker. Ra đây. Hóng gì? Ra đây. Thích đeo dây à? Hả? À, thích đeo dây mà gọi ngồi đấy. Thanh niên đang dỗi rồi. Thanh niên ra đây ra nào. Trời ơi, thằng Hâm này. Tại sao gọi Parker không ra? Hả? À, Parker có chiếc ăn bụp không? Tại sao gọi không ra? Chiếc ăn tẩn không? Ừ. Đây, quay gần để cho nhìn cái màu mảng của Parker. Chibi powder đấy. Ai mà nuôi béc dê thì lưu ý cái chibi nhá. Không lại bảo là nuôi điêu. Đấy là ở trên thực tế những cái con chó mà chạy chăm sóc thì chia sẻ cho mọi người để mọi người biết được là dùng cái đấy thì là những cái giống chó mà nó có cái màu mảng là vàng với này này kia, nó dậy màu rất là rực rỡ. Con chó màu nó dậy và lông nó dày. Ok, chào mọi người.